Dạ, Quốc Hương Nhà đất Bình Phước xin kính chào quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư đang theo dõi kênh của em nha. Dạ thì hiện tại em đang có mặt ở đây thì tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Và hôm nay em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một lô đất kèm nhà cấp 4 luôn ha. Và từ vị trí em đứng đây di chuyển ra trường học là khoảng 1,2 km nha quý cô chú anh chị. Đường nhựa của mình là đường nhựa thông hai đầu ra đường quốc lộ luôn quý cô chú anh chị nha. Và hướng ngược lại của mình ở sau lưng em ha thì sẽ di chuyển ra đường DT759 rất là gần luôn quý cô chú anh chị. Và di chuyển theo đường này thì chỉ có khoảng 800m thôi ha. Và di chuyển ra khoảng là 100m thì khu dân cư ở phía ngoài rất là đông đúc luôn quý cô chú anh chị. Và lô đất của mình ngày hôm nay là căn nhà cấp 4 trước mặt em đây nha quý cô chú anh chị. Và căn nhà của mình là được 15m mặt tiền đường nhựa ha. Và dài một cạnh là 55m và một cạnh là 61m và có sẵn 100m thổ cư đất ở nông thôn luôn quý cô chú anh chị ha. Thì em sẽ chỉ ranh móc cho quý cô chú anh chị nhà mình được thấy rõ nè. Dạ 15m mặt tiền của mình sẽ tính ngay cái ranh móc bên phía màn hình điện thoại của em đây ha. Đây, để em chỉ cho quý cô chú anh chị mình thấy ha. 15m thì ngay tay em chỉ di chuyển qua phía bên trái màn hình điện thoại của em tới ngay chỗ cái gần cái cột điện đó quý cô chú anh chị là 15m ha. Và chạy thẳng ra đằng sau một cạnh 55m và một cạnh là 61m và có 100m thổ cư đất ở nông thôn sẵn cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn. Và tổng diện tích lô đất của mình là được 879m2 và đất của mình ở đây thì rất là bằng đẹp quý cô chú anh chị. Ở phía trước sân thì chủ nhà có đổ đá mi á để di chuyển vào trong nhà nên rất là sạch sẽ ha. Nói chung không dính một miếng đất nào đâu quý cô chú anh chị. Thì nhà của mình thì ở phía trên trần nè quý cô chú anh chị, thì chủ nhà có làm la phong hợp luôn á ha, rất là mát luôn. Và nhà mình xây theo kiểu L nha quý cô chú anh chị, có bên hông là chữ L ha. Và cửa mình là cửa sắt 4 cánh nha quý cô chú anh chị. Và nhà thì ốp gạch men lên tới trên nóc nhà luôn quý cô chú anh chị, nên nhìn rất là sạch sẽ và gọn gàng. Và phía bên hông này thì chỉ là đất trống thôi quý cô chú anh chị, không có trồng cây gì ha. Và nhà này quý cô chú anh chị thấy màu gạch cũng rất là sáng luôn ha. Nói chung nhà của mình còn mới 80% luôn đó quý cô chú anh chị. Nền của mình cũng là nền gạch men màu trắng nên rất là sạch sẽ quý cô chú anh chị nha. Đây nè, nhà đi đường chỉ màu nâu nên rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Và đây là cái phòng bếp nè quý cô chú anh chị ha. Đây là vừa để bàn ăn cơm nè ha. Chỗ này là cũng có cửa sổ nè. Nói chung cửa sổ là cửa sổ kéo đó quý cô chú anh chị. Ở trong nhà thì cũng lợp la phong hết rồi. Nói chung nhà mình vô là mát lắm quý cô chú anh chị, rất là mát mẻ luôn á ha. Và đây là phòng ngủ của mình nè quý cô chú anh chị. Phòng ngủ của mình cũng rất chi là rộng rãi. Cái giường đó là giường mét 6 đó quý cô chú anh chị, rộng lắm luôn á. Và nhà mình thì ở trong nhà là sơn màu xanh lá cây ha. Nhìn màu xanh này mát lắm. Đây mình được hai phòng ngủ nè quý cô chú anh chị ha. Đây phòng bên này là phòng bé gái ha, nên có làm những cái màu hồng theo sở thích của bé ha. Nói chung mấy cái đó là chỉ có miếng dán tường đó quý cô chú anh chị, chứ không phải là sơn lên ha. Và đây là cái phần dưới bếp của mình nè. Nói chung xây theo phong cách của hiện đại đó quý cô chú anh chị. Nhìn cái nhà mình cũng rất là mới mẻ luôn ha. Còn cái phần phía dưới này thì chủ nhà hiện tại là để áo quần ha. Nói chung quý cô chú anh chị mua về thì mình tự sắp xếp những cái gian phòng của mình. Và đây là cái bếp của mình đây. Thì có cái vách ngăn nè ha, vách ngăn giữa cái bàn ăn và cái bếp. Và đây là cái phía sau nhà của mình thì để máy giặt và nhà vệ sinh nha quý cô chú anh chị ha. Một phòng tắm và một nhà vệ sinh. Nói chung nhà mình còn rất là mới quý cô chú anh chị, mới tới 80% ha. Và rất là gọn gàng và sạch sẽ luôn. Và cái phần sau này thì chủ nhà làm thêm giống như kiểu nhà kho đó quý cô chú anh chị ha. Còn nhà chính của mình lại ở trên này ha. Nói chung thì quý cô chú anh chị nếu mà có nhu cầu mua nhà để ở thì em thấy là căn nhà này khá là thích hợp đó quý cô chú anh chị. Mình ở hai vợ chồng và hai đứa con là rất là thoải mái luôn ha. Nhà mình thì nói chung là đầy đủ, mình chỉ việc là mua về là dọn vào ở thôi quý cô chú anh chị. Và đây là cái phòng khách của mình. Ở đây thì có đổ oval ở trên đó quý cô chú anh chị. Và có đèn chùm luôn ha. Và cửa của mình rất là kiên cố luôn. Đây nè quý cô chú anh chị ha. Có một cái lớp cửa kính, cửa kéo ở bên trong và cửa bốn cánh ở ngoài nữa. Nói chung là hai lớp cửa nên rất là chắc chắn luôn quý cô chú anh chị ha. Và trên phòng khách của mình là có gắn luôn máy lạnh luôn quý cô chú anh chị. Nói chung rất là hiện đại ha. Nhìn cái nhà khá là hiện đại luôn quý cô chú anh chị. Phòng khách của mình rất là rộng luôn á ha.
Và nếu mà quý cô chú anh chị xem căn nhà này ha, mà có muốn hỏi thêm thông tin chi tiết gì về ngôi nhà này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại em có ghim trên video là 0967 557 282. Em sẽ gửi mọi thông tin, sổ sách, hình ảnh và mọi thông tin về cái lô đất này qua cho quý cô chú anh chị nhà mình được tham khảo ha. Và em di chuyển qua bên hông nhà cho quý cô chú anh chị mình thấy nè ha. Thì căn nhà của mình rất là rộng rãi quý cô chú anh chị. Nói chung thì em thấy khoảng là 6,5 m 7 m gì á. Và đây là giếng của mình nè quý cô chú anh chị. Nhà mình là xài giếng đào ha. Và bên hông của mình thì rất là rộng nè quý cô chú anh chị. Trồng được vài cây kiểng nữa ha. Và ở sau thì mình có bồn nước và chân bồn nước, nói chung mấy cái này thì chủ để lại cho mình đó quý cô chú anh chị. Và em đang di chuyển ra phía sau nè quý cô chú anh chị. Thì đất của mình thì có, nói chung hiện tại thì cỏ cũng lên rất là nhiều quý cô chú anh chị ha. Thì lúc mà quý cô chú anh chị nhà mình lên mua thì em sẽ nhờ bên chủ nhà sẽ hỗ trợ mình cái vấn đề phá cỏ ha. Tại vì cỏ, nói chung là cỏ ở sau này rất là cao quý cô chú anh chị. Và cái hậu mình là tới đằng sau lận ha, tại tới hơn 55 m và một bên tới 61 m lận quý cô chú anh chị. Nên cái hậu mình ra tốt đằng sau luôn á. Nói chung thì quý cô chú anh chị mua mua nhà để ở và còn dư một ít đất thì mình cũng có thể trồng thêm ít cây ăn trái hoặc là hoa màu ngắn ngày được đó quý cô chú anh chị nha. Và đây là cái phần sau đất của mình. Nói chung đất ở đây thì không vướng tranh chấp ha, không vướng quy hoạch và không có mồ mả gì ở trên đất nha quý cô chú anh chị. Đất của mình hoàn toàn là đất sạch ha. Và chủ nhà bán theo hiện trạng nha quý cô chú anh chị. Thì lúc mà quý cô chú anh chị nhà mình lên mua ha, thì bên chủ nhà sẽ mời địa chính vào và đo ranh cắm mốc lại cho quý cô chú anh chị nhà mình. Nên quý cô chú anh chị cũng yên tâm ha. Và nói chung thì cái phần sau nhà của mình thì tính ra là cũng không có cái gì đâu quý cô chú anh chị. Nói chung là đa số là cỏ luôn ha. Nói chung cỏ rất là nhiều luôn quý cô chú anh chị nha. Và đây thì em đi nhờ thôi, đi nhờ đất bên cái bên nhà hàng xóm thôi quý cô chú anh chị ha. Thì lúc mà quý cô chú anh chị nhà mình lên mua thì chủ nhà sẽ đo ranh cắm mốc lại cho quý cô chú anh chị nhà mình. Nên quý cô chú anh chị mình yên tâm ha. Và đất của mình ở đây là sổ hồng cầm tay, sổ sẵn trong ngày và pháp lý rõ ràng nha quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị lên mua đất thì có thể là công chứng trong ngày được luôn ha. Thì lô đất này thì chính chủ gửi em bán với giá là 750 triệu giá chính chủ đưa ra nha quý cô chú anh chị. Và giá này là giá còn thương lượng bao sổ sách cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn ha. Thì quý cô chú anh chị có nhu cầu lên xem đất thì nhớ là liên hệ với em sẽ gửi mọi thông tin qua cho quý cô chú anh chị nhà mình được nắm rõ luôn. Thì từ vị trí em đang đứng đây, di chuyển ra đường quốc lộ là 800 m, di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là 156 km, về Bình Dương là 98 km và về Đồng Xoài là khoảng 77 km thôi quý cô chú anh chị. Nói chung là cũng khá là gần luôn ha. Thì quý cô chú anh chị muốn hỏi thêm thông tin chi tiết thì cứ liên hệ với em sẽ gửi hết thông tin qua cho quý cô chú anh chị nhà mình được nắm rõ luôn. Và em cũng đã quay toàn bộ lô đất cho quý cô chú anh chị mình được thấy rồi ha. Thì đến đây em xin tạm dừng video ở đây nha quý cô chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video của em. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo.